concert đầu tiên tại Việt Nam, Mỹ Nam phim Boy Love Live Thái Việt, Nanon Gorabat hát tiếng Việt cùng người hâm mộ. Đêm diễn Born to Bell Concert in Hồ Chí Minh của Nanon Gorabat tên đầy đủ Nanon Gorabat Kid Band diễn ra vào ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đáng chú ý, nam ca sĩ diễn viên gây bất ngờ khi thể hiện một phần ca khúc của mình bằng tiếng Việt. Được biết, Nanon Gorabat đã chuyển một đoạn bài hát Millions People từ tiếng Thái sang tiếng Việt để bày tỏ tình cảm với fan Việt Nam tại concert. Millions People là ca khúc nổi tiếng của anh. Đồng thời, ngôi sao Bad Bunny series cũng kêu gọi người hâm mộ cùng hòa giọng hát chung bài hát này với mình, hoàn thành một màn trình diễn ý nghĩa. Sự kiện Nanon Gorabat bật mí trải nghiệm của mình trong lần đến Việt Nam gần đây, tham gia chương trình Anh Trai Say Hi với vai trò ca sĩ khách mời. Anh đặc biệt bộc lộ thiện cảm dành cho anh trai Isaac. Nanon Gorabat khẳng định anh Isaac là người rất dễ thương, lúc nào cũng giúp đỡ tôi. ผมไม่ได้ตามรายการอยู่นะครับแล้วก็ถ้า Isaac ยังอยู่นะครับฝากเชียร์ Isaac ด้วยนะครับ. Tại họp báo trước đêm diễn, Nanon Gorabat cũng thể hiện nhiều tình cảm với fan Việt Nam. Anh nhấn mạnh tình yêu đối với ẩm thực Việt Nam, tiết lộ bản thân rất thích món bánh bèo. Còn nói về cảm xúc lần đầu tổ chức concert tại Việt Nam, chàng trai 10X này kể. Tại Việt Nam, Nanon Gorabat không phải là gương mặt quá xa lạ bởi anh từng tiết lộ bản thân có bà ngoại là người Việt Nam nên mang trong mình một phần tư dòng máu người Việt. Nanon Gorabat là một trong số ngôi sao live Thái Việt hiếm hoi có chỗ đứng nhất định tại showbiz xứ Chùa Vàng. Nanon Gorabat bắt đầu tham gia diễn xuất từ lúc còn rất nhỏ và được khán giả Việt yêu mến qua loạt phim Tuổi Nổi Loạn, Cô Nàng Nhút Nhát, Năng Lực Trời Ban, Chỉ Là Bạn Thôi Nhé. Riêng với nhân vật Brand trong bộ phim Boy Love Đình Đám Chỉ Là Bạn Thôi Nhé, Bad Buddy series, Mỹ Nam sinh năm 2000 thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ. Sau đó, Nanon Gorabat tiếp tục chinh phục người xem qua các tác phẩm Châu Báu Đời Tôi, Cổ Tích Ngàn Sao. Gorabat cũng từng nhiều lần bén duyên với showbiz Việt Nam, ví dụ như hình ảnh của Nanon từng được sử dụng trên một nhãn hàng sữa hộp nổi tiếng ở thị trường này. Năm 2018, Nanon Gorabat đảm nhận vai nam chính của phim điện ảnh Mỹ Nhân Thần Sách Hợp Tác Việt-Thái. Lần gần đây nhất, Nanon Gorabat xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi tại Born to Bell Concert in Hồ Chí Minh. Anh úp mở khả năng sẽ quay lại gặp gỡ fan Việt Nam.